mọi người ha. Mình giới thiệu đến mọi người Panasonic CFSZ5 nha mọi người. Mình đã dán phím nè. Đẹp ha. Màn hình là 12.5 inch. Dòng SZ5 thì cái cấu hình đây mọi người, i5-6300. Đây Panasonic CFSZ5 ha, i5-6300, RAM 8 và SSD là 128GB nha mọi người. Trên màn hình nó thì nó có phản quang một chấm thôi, cái con này nó một phản quang một chấm rất là nhẹ, không đáng kể gì đâu, nhưng mà mình đây mọi người nè, chấm rất là nhẹ luôn, còn lại là ok. Không máy thì hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì rồi, có thể bật ngửa 180 độ như thế này. Máy thì đây ha, góc cạnh thì cũng không có bị chày xước gì nhiều đâu, thì cũng xước tí chỗ này thôi, không có ảnh hưởng. Đây là cũng đẹp tương đối. Đây mọi người nè, không có bị mòn gì hết, nhẹ, có khả năng chịu lực là 100kg ha. Và pin thì trên 3 giờ kèm sạc zin. Cái này thì có xước nè, xước kiểu xước lông mèo á mọi người, xước nhẹ. Đây cũng có trầy xước mòn, nói chung máy cũ thì cũng phải có cái dấu hiệu trầy xước đã qua sử dụng. Đây là có mòn nè mọi người nè. Đây cũng vậy, nếu mình quay rõ hơn, có mòn ha, đó. Cái này thì nó có bị chỗ này mọi người, chỗ này nó hơi nứt nè, hơi cứng đó, này là nứt nha, thì cũng không có ăn thua, không có ảnh hưởng gì tới máy đâu mọi người. Màn hình nó đẹp mà, nó chỉ có tí chỗ đó thôi. Và mình báo giá mọi người, con máy này là giá của nó là 2,7 triệu ha. Ai chốt thì inbox mình. Máy kèm sạc zin, máy bao zin nguyên mọi người ha. Mọi người mua hàng thì cọc 1 triệu, còn lại mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha.